Có đi xe không anh? Có đi không? Xanh taxi sao hôm nay em xe này màu trắng nhỉ? Xe bọn em bản cao cấp rồi. Sơn màu xanh đi. Người nhỏ thôi. Xe bản cao cấp của công ty. Vào được. Anh đi về đâu đây? Về 7 chỗ thoải mái mà. Về làm việc kiểu cho ông. Vâng rồi đấy. Em liên kề 6A. Vâng. Lên kề 6A làm việc kiểu châu Âu đúng không? Ừ, màu 31. Thoải mái. Lô 31 có áp riêng chưa? Áp riêng đây anh, em đang nghỉ đây này. Lô 31 này. Số bao nhiêu anh? Liên kề 6A. Được ra 6A làm việc kiểu cho ông. Có thêm người nữa thoải mái. Ok ok. Đấy. Đây đúng rồi. Chính không? Chuẩn luôn rồi. Áp nó tên là gì nhỉ? Xanh em đây em có áp rồi, chưa kịp đặt. Không có xe em. Chiến thần hủy chuyến à? Này mất mấy lần cả công an có gì mà mất. Nhường anh em ăn. Nhường cái gì? Ông ăn thế thì ông chết người. Quát mẹ tiền giả 400.000, hơn 400.000 thuốc rồi. Mạnh nó vẫn thích kiểu Văn Long hơn. Tại vì là nó không ăn cua mà ấy. Bên kia thì đúng là một số cái món như hàu lướng là nó nóng liên tục thật. Ơ anh ơi, chỗ này chỗ ăn buffet để anh. Mới em thấy mới quảng cáo đấy hay sao đấy. Nhận trải nghiệm rồi.